Vâng, sau đây em xin gửi tới tất cả các thầy cô, anh chị em chị dâu rể, trường trung học cơ sở Phát Điên bài hát Về Đại Từ. Đây là một bài hát rất hay của một người con đại từ sáng tác, đó là nhạc sĩ Huy Sơn. Đây là một hát mà em đi làm xa nên là rất hay hát bài này để mang cả sản quê đại từ đến cô đơn. Thank you.